đây, các chuyên gia có tay nghề cao có thể xin được giấy phép cư trú ở Nga dễ dàng hơn so với những người nước ngoài khác, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Giấy phép cư trú hiện có thể được cấp cho các lao động có tay nghề cao mà không có bất kỳ hạn chế nào nếu họ đã làm việc hợp pháp ở Nga trong 2 năm. Tất cả các thành viên gia đình của những lao động nước ngoài thuộc nhóm này, bao gồm vợ, chồng, con cái, cháu, cha mẹ và ông bà của họ, cũng có thể nhận được giấy phép như vậy nếu họ sống ở Nga. Pháp luật Nga cũng cho phép con nuôi, vợ chồng của con hoặc cha mẹ của chuyên gia cũng như cha mẹ nuôi của họ được hưởng chế độ này. Người nước ngoài ký hợp đồng với quân đội Nga trong một năm trong cuộc xung đột với Ukraine cũng sẽ có quyền nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn ở Nga cùng với các thành viên của gia đình họ. Tuy nhiên, giấy phép có thể bị thu hồi nếu họ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.